Dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón tất cả các bạn, đặc biệt các thầy cô giáo trong ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn thân mến, người xưa thì đã có câu nói rằng tu trong năm mới ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới ngủ chung gối, tu năm đời mới được học cùng trường. Và các bạn học của chúng ta đã cùng nhau giữa một biển người mênh mông để trải qua muôn ngàn những sóng gió. Và ngày hôm nay thì sau 20 năm chúng ta gặp lại nhau, và tình bạn ấy có lẽ sẽ không thể quên được, phải không các bạn? Thời gian gần trôi qua, sân trường đã trở thành dĩ vãng. Và mỗi lần nhớ lại thời đi học, chúng ta không thể thiếu được những cảm xúc bồi hồi xúc động. Từ khắp các nơi chúng ta cùng tụ họp về nơi đây, và tình bạn là một cái điều thuần khiết nhất mà đến nay chúng ta nhận được sau 20 năm xa vắng. Không có lợi ích vật chất, cũng chẳng có gì. Đôi khi nhớ lại chỉ là những giận hờn vu vơ của người học trò, nhưng mà đọc lại trong tất cả các bạn, các thầy cô là những kỷ niệm. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt tại nơi đây, và những hoạt động từ sáng đến giờ cũng minh chứng cho cái tình bạn gắn bó keo sơn suốt 20 năm học qua. 20 năm đã qua đi, và đến ngày hôm nay trở về nhìn lại thấy các bạn trong những ánh mắt rạng rỡ, sự thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống sẽ khiến cho chúng ta có được những ký ức đẹp để trở về lại với tuổi thơ. Với 20 năm chúng ta cùng học, chỉ 3 năm ngắn ngủi thôi nhưng mà cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm gắn bó. Và đây chính là lý do mà ngày hôm nay các thầy giáo, cô giáo cũng như tất cả các bạn cùng họp đến tại nơi đây để cùng thực hiện những nghi lễ thiêng liêng nhất và nhớ lại 20 năm chúng ta ngày trở về. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn, ngày hôm nay vì dự với niềm vui lớn của tập thể lớp A6 niên khóa 1997-2000 trường Trung học phổ thông Quảng Oai Ba Vì, có các thầy cô giáo đã từng làm công tác giáo viên chủ nhiệm tại lớp. Hôm nay em xin được trân trọng giới thiệu gồm có thầy Lựu và xin được phép để trân trọng giới thiệu thầy Lựu và cô Nhâm cũng về tham dự với lớp chúng em ngày hôm nay. Xin phép được mời thầy Lựu cô đứng lên và cả lớp chúng ta dành cho thầy cô những chào tay thật lớn ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô đã dành tình cảm để về dự buổi lễ với lớp chúng em ngày hôm nay. Xin được kính chúc các thầy cô và gia đình sức khỏe thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đời người chúng ta rất là ngắn ngủi, chẳng biết bao nhiêu lâu nữa chúng ta lại có cái buổi họp mặt 20 năm như ngày hôm nay. Và nếu có thể thì có lẽ chúng ta đừng bao giờ quên những ngày họp lớp, bởi vì họp lớp là chúng ta ôn lại tình bạn, kỷ niệm, bạn cũ, thầy xưa đã lâu không gặp. Và ngày hôm nay, trong một xã hội có nhiều thay đổi, sự biến động ấy, thì kỷ niệm 20 năm ngày trở về càng có ý nghĩa hơn nữa. Và bây giờ thì thay mặt ban tổ chức của lớp học, chúng tôi xin được phép để mời bạn Nghiêm Xuân Thái, đại diện cho lớp, sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin được phép để mời các thầy cô và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Kính thưa thầy Lựu, kính thưa cô Nhâm, thưa toàn thể các bạn lớp 12A6. Lần đầu tiên thì chắc là tôi xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô đã dành những cái thời gian rất là quý báu của mình để đến đây tham dự cùng với cái buổi gặp mặt của lớp 12A6 trường phổ thông Trung học Quảng Oai niên khóa 1997-2000 của lớp chúng em. Thì cũng nhân sự kiện này thì cũng xin phép được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng tới các thầy cô giáo và toàn thể các bạn lớp 12A6 mình, một lời chúc sức khỏe và hạnh phúc ạ. Kính thưa
thầy giáo, cô giáo, toàn thể các bạn thân mến. Thì 20 năm một chặng đường cũng không phải là dài, nhưng thực sự nó là cũng đủ để cho chúng ta nhớ lại những cái hồi ức và những cái kỷ niệm đẹp của thời học sinh. 3 năm chúng ta cùng học với nhau thì nó cũng là cái quãng thời gian thực sự nó là thời gian đáng nhớ và rất là tươi đẹp của mỗi cuộc đời con người. Chúng ta 3 năm gắn bó với nhau dưới mái trường của công trường của Hoa, ở trong cùng lớp 12A6 thì đó cũng là một cái duyên, và thực sự đó là những cái tình cảm chân thành mà chúng ta đã dành cho nhau 3 năm. Và đến ngày hôm nay khi mà chúng ta gặp mặt tại đây, đúng không, chúng ta có rất nhiều những cái tình cảm, rất nhiều những cái niềm vui trong thể hiện trong cái sự rạng rỡ, và cái niềm vui thể hiện trong những cái tình cảm chân thành và rất là đáng quý của các bạn từ sáng đến giờ. Đó chính là cái niềm vui lớn nhất, và thực sự đó là cái điều mà chỉ cảm rất trọng nhất ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta, khi mà chúng ta đã từng được gặp mặt, đã từng được học cùng nhau và đã từng được gắn bó với nhau trong khoảng thời gian 3 năm 1997 và năm 2000. Kính thưa thầy giáo, cô giáo, cô dạy các bạn, thì đến nay thì sau khoảng thời gian 20 năm thì chúng ta vẫn có những cái buổi gặp mặt như thế này, và chúng ta cũng gì ngồi đây để ôn lại những cái kỷ niệm mà trong 3 năm đó, với rất nhiều những cái hoài bão, rất nhiều những cái ước mơ, và thậm chí có rất nhiều những cái mà gì kỷ niệm là nghịch ngợm của thầy học trò. Và cũng sau 20 năm thì chúng ta ở đây hôm nay thực sự là gì, chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã trưởng thành đối với cái độ tuổi này thì chúng ta cũng đã trưởng thành, cũng đã trải qua rất nhiều những quá trình trong cuộc sống, trải qua rất nhiều những cái cuộc đời và cái những cái ở ngoài xã hội. Và hôm nay chúng ta gặp mặt tại đây đó cũng là một cái dịp để chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều các lãnh đạo nhìn đây để em quay bắt qua trong suốt thời gian của chúng ta 20 năm qua, chúng ta xa cách và chúng ta đã có những cái sự nghiệp, có những cái thành công riêng trong cuộc sống của mình, thì đó chính là lý do chính buổi gặp mặt hôm nay chúng ta gặp mặt tại đây để chúng ta ôn lại những kỷ niệm và 3 năm chúng ta cùng học với nhau, và chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm và những điều mà đáng trân trọng trong cuộc sống này trong suốt 20 năm qua. Và để có được cái kỷ niệm đẹp và cũng như là có được những cái thành công thì chúng ta không thể quên ơn của những thầy giáo và cô giáo trong quãng thời gian 3 năm như vậy. Thì thực ra cái buổi gặp mặt ngày hôm nay thì cũng một lần nữa bạn đứng dậy, bạn bây giờ bạn đi lướt cho tôi một lượt, có cả lướt thôi à, hình ảnh tôi một tí, cứ lướt thôi à. Nhưng mà khả năng món này không phải chuyên ngành của tôi lắm, ông Thái ơi, ông chuyên ngành thì ông đi phát đi, ông chuyên ngành ông đi đi, tôi những tôi khó lắm. Thì chúng ta cũng luôn luôn có những cái có những cái kỷ niệm rồi, có những cái điều mà chúng ta cũng phải tự nguyện là chúng ta cần phải tiếp tục phấn đấu. Thôi tôi chỉ nghe nghe ngon nghe cho ông đừng đấy, tôi được ngon nghe tiếp cho ông lần này nữa xong rồi ông đi. Và lời cuối cùng thì cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả thầy cô và các bạn đã có mặt trong ngày hôm nay để chúng ta phúc cười lên nào, phúc gặp mặt cũng như là chia sẻ phúc cười lên em. Và trong cái quá trình mà tổ chức, nếu có cái điều gì mà không thật sự là được ưng ý hay là không hài lòng thầy cô của các bạn thì đây bạn ơi, bạn ơi, thông cảm và bỏ qua, bạn ơi, có bạn hướng tới một chương trình gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay thật là vui tươi, thật là rạng rỡ và thành công, và chúng ta hãy vui hết mình và chia sẻ với nhau thật sự đó là gì chân tình trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin kính chúc. Cảm ơn và thiên sư thái rất là nhiều. Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe những lời phát biểu rất là tuyệt vời từ bạn Thái đã cùng chia sẻ và cùng tuyên bố với buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các thầy cô giáo, các thầy cô đã theo lớp chúng em 3 năm. Trong suốt quãng thời gian ấy, chắc hẳn các thầy cô cũng sẽ có rất là nhiều những cái kỷ niệm với lớp chúng em. Vui có, buồn có, bởi vì lớp chúng em cũng là một cái lớp khá là khác biệt một tí, phải không các thầy cô? Lớp cũng tương đối là nghịch,
mà có thể là không phải làm nghịch một cách rõ ràng đâu, mà em cũng để ý là các bạn cũng lúc nào cũng bị ngầm thôi. Dạ, cứ im nhưng mà những cái lúc nào đó nó sẽ gây cho các thầy cô những cái phiền muộn, hoặc cũng có thể là những đó là cái niềm vui. Và chắc chắn rồi, nghề giáo bao giờ các thầy cô cũng sẽ có những cái phương pháp riêng để giúp đỡ cho học sinh của mình. Cũng vì thời gian nó quá xa cách mà 20 năm rồi chúng em mới được thời gian để cùng trở lại ngôi trường mà nơi đã giúp cho chúng em trưởng thành, cũng là nơi mà các thầy cô đã truyền thụ kiến thức cho chúng em. Và giờ đây thì em xin phép được mời các thầy cô cũng sẽ lên có những lời phát biểu cũng hay là những món quà mà lớp chúng em muốn trao tặng đến thầy cô để tỏ lòng biết ơn với các thầy cô trong ngày hôm nay. Em xin phép được mời Thị Lực và cô Nhâm lên phía trên sân khấu và mời các bạn sẽ lên trao các phần quà cho các thầy cô và để cùng mời thầy cô chia sẻ với lớp chúng em trong ngày hôm nay ạ. Mời bạn Thị Lực, xin mời thầy và mời cô. Là mẹ, là chủ sự của gia đình, đã
biết được thế nào là làm bố làm mẹ và biết lo cho cuộc sống mình. Và bây giờ theo như là các em đã rất cứng ngắc ở trên con đường thành đạt cũng là sự nghiệp. Từ bây giờ trở đi thì chắc chắn các em còn ý của thầy của cô cũng mong muốn các em ngày càng thành đạt hơn và có nhiều buổi, tức là nhiều buổi gặp mặt như ngày hôm nay. Đây là điều em mong muốn. Còn với thầy thì tâm sự đơn giản thì thôi, bởi vì bây giờ nói ra thì nhiều quá, nói như thế này là không thể hết được. Mỗi một người, mỗi một thương binh, mỗi một bây giờ ở khắp nơi trên đất nước này rồi mà không những thế, bây giờ các em còn có cái thời đại 4.0, các em có thể quan hệ với nhau tất cả đến tận bên tất cả các nước trên thế giới. Do vậy cái tiếp thu cái đề văn minh mới của nhân loại thì các em rõ ràng là nhanh nhạy hơn chúng tôi bây giờ xem như là già rồi, bắt đầu là lui trở lại phía sau. Và quả thực đúng như thế, nhà nước đã cho về hưu và cũng giới thiệu các em là tôi mà công nhân hiện giờ đã về hưu thì và hiện giờ cũng đang tiếp tục, tức là làm gọi là ban liên lạc của hội giáo chức trường phổ thông thương mục ngoại, nên là có nghĩa là chúng tôi vẫn mong muốn được vui vẻ, hay nói cái khác là được hưởng thụ những cái tuổi xem như là cuối đời. Thì cuối đời xin cảm ơn tới tất cả các em và chúc các em mạnh khỏe. Em xin được cảm ơn thầy rất là nhiều. Thưa các bạn, cô Nhâm cũng đã theo với lớp chúng ta năm học lớp 10, và năm đó là năm đầu tiên mà chúng ta bước vào cổng trường cấp 3 của Mai. Mình thì mình vẫn nhớ là lúc đó là mình từ tất cả chúng mình hầu như là cư dân quê trèo ra phố, cứ lơ ngơ và thấy cái trường cấp 3 của Mai, ôi sao nó đẹp thế. Nhìn thấy các anh chị ở lớp 11, lớp 12 mà mình thấy sao đẹp vậy nhỉ. Còn mình thì một con bé cũng chả biết gì, được một bà chị từ miền Nam cho một cái áo mặc và tu một chút xíu thì thôi mặc ra, mà thật ra hôm nay cũng có giọng tí tí miền Nam đá. Dạ vâng ạ. Giới thiệu với thầy cô là em là từ Lâm Đồng về, nên là em vẫn nhớ là có một số bạn bảo cái con đấy hôm đấy nó rất là điệu, nó rất là điệu và nó đi đến lớp. Còn hôm nay thì cái con đấy cũng rất là vinh dự, 20 năm ngày hôm nay được đứng ở đây và xin được phép là mời cô sẽ lên phát biểu với chúng em trong ngày hôm nay. Xin phép được mời cô Nhâm ạ. Đúng là nghề cao quý như chúng
ta vẫn được nghĩ là nhà nước đã tặng cho chúng ta cái danh hiệu nghề dạy học là nghề cao quý. Và đối với cô đã về hưu 3 năm nay rồi, nhưng mà cô thấy là những cái món quà vô giá đó là những cuộc gặp mặt. Cứ sau mỗi một cuộc gặp mặt là cô cảm thấy là nhớ trường, nhớ lớp, và cũng cảm thấy là mình như được sống lại cái tuổi học sinh của các em. Nó rất nhiều kỷ niệm. Và cho đến năm nay cô là 58 tuổi. Và ngày hôm qua cô cũng đi họp lớp phổ thông của cô 42 năm. Lớp cô ngày xưa là lớp chuyên toán của trường cấp 3 Cỏ Ngoài, với tổng số học sinh chỉ có 42 người thôi, có 11 học sinh nữ, giải rác khắp các xã ở trong huyện Ba Vì. Và cho đến hôm qua các cô họp lớp thì tổng số trên danh sách của lớp cô hiện nay chỉ còn 35 người, và đã có 7 anh ra đi, toàn là các anh con trai thôi, còn con gái thì vẫn còn nguyên. Và các cô ngồi với nhau sau 42 năm chia tay ra khỏi trường cấp 3 Cổ Ngoài. Ngày xưa các cô học của trường nó còn lụp sụp lắm, chứ nó không khang trang như bây giờ, nhưng mà vẫn cứ nhớ mãi cảnh, tức là cứ ngày Tết ngày lễ là học sinh lớp N cứ rong ruổi nhau trên cái con đê ngày xưa ấy, cứ đạp xe đi hết nhà nọ đến nhà kia, thế là ôn lại. Thế là mình cứ sống như là mình vẫn là học sinh lớp 8 của năm đó. Ngày đó các cô học hệ 10 năm thôi, chứ không phải hệ 12 năm như bây giờ. Cho nên là cảm thấy vui lắm. Và khi đến gặp mặt bạn bè, tức là mọi ưu phiền, mọi những cái nó vương vấn trong cuộc sống hầu như nó đi đâu hết ấy. Tức là chỉ còn lại bạn bè với nhau thôi. Tức là kể cả lớp cô ngày xưa thì cũng có một số anh rất là thành đạt, là cục phó, cục trưởng, tổng giám đốc hoặc giám đốc đấy. Nhưng mà đến với nhau là cứ cười xòa thôi. Cứ bảo đừng có nghĩ là ông này ông kia. Chúng ta cứ coi nhau như các bạn lớp N ngày xưa ấy, để chúng ta tâm sự và chúng ta trò chuyện, chia sẻ. Quả thực là nó như là một liều thuốc bổ. Và tất nhiên là trong chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta thì cũng không phải là ai cũng suôn sẻ cả. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, ngoài xã hội cũng vậy. Bây giờ các em là những chủ nhân của gia đình rồi, các em cũng phải lo toan rất nhiều công việc mà mình không thể ai gánh vác được ngoài vợ chồng để lo cho con cái. Thì đến đời các cô phía trước cũng vậy, nhưng cứ đến gặp nhau bạn phổ thông là thấy nó vui sướng lắm. Và các em thấy là các cô vẫn tâm sự với nhau là mấy chục năm công tác, và cô cũng đã ra trường, thì cô cũng đã dạy cao đẳng sư phạm Thái Nguyên 4 năm, sau đó cô mới về trường cấp 3 Cỏ Ngoài. Thì là cô thấy là tất cả những cái hội hè cho đến bây giờ cô nghỉ rồi thì rất nhiều hội hè, hội đại học này, hội đồng hương này, hội phổ thông này, cho nên rất nhiều hội, nhưng mà với cái hội phổ thông trung học là cái lứa tuổi mà nó có nhiều kỷ niệm sâu sắc đáng nhớ để chúng ta có thể nhớ lại, gặp lại, chia sẻ với nhau. Còn lên trên đại học thì cái tuổi nó lại khác rồi. Cái tuổi nó không còn ngây thơ trong trắng như cái tuổi phổ thông nữa. Cho nên là cái tình bạn phổ thông không là trong trắng. Cho nên là các cô vẫn nói với nhau là cho nên sau khi các cô cũng chỉ phải đến 25 năm sau khi ra trường, tạm biệt trường phổ thông Cỏ Ngoài, các cô mới học nhau được. Tại vì cái thời của các cô nó cũng còn khó khăn lắm. Sau 25 năm mới họp mặt lần đầu. Và sau đó thì các cô cứ 5 năm hoặc là sau nữa thì cứ bảo thôi cứ 2 năm một lần. Và cho đến bây giờ thì bảo thôi cứ mỗi năm chúng ta gặp nhau một lần, để chúng ta nhìn với nhau xem là ai khỏe, ai yếu, ai có ai mất, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nó vui lắm. Và đặc biệt đối với nghề dạy học như
tôi biết là Tiết cũng là một cô giáo, Tiết nghề thầy cô, cho nên là qua cái những cái lời phát biểu của Tiết hôm nay tôi rất là và nghề dạy học nói thật với các em là người ta vẫn bảo là nghề nghèo nhất trong các nghề nghiệp, nhưng lại cao nhất trong các nghề cao quý. Và mỗi lần cô đi học lớp về là cô thấy đấy là một cô giáo thì không ai là nói mạnh được là tôi sẽ